Vâng, xin chào tất cả bạn, chào mừng bạn quay trở lại với kênh của mình. Và hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với Minecraft sinh tồn 1.16. Đó, thì cũng khá là lâu rồi mình không quay lại cái world này. Đó, và mình kiểu như là mình mở cái tí nhỏ lại xíu coi. Thời tiết 60% hơi không ổn cho lắm. Đây khối này, hộp nhạc sẽ bật lên môi trường xung quanh cho tầm 30 đi. Rồi cứ vậy đi đó. Thì lâu rồi, nói chung là lâu rồi mình cũng không quay trở lại cái world này, thì mình cũng muốn kiểu như là cho nó, mình muốn kiểu như là làm cho xong cái world này luôn rồi. Chúng ta kiểu như là bây giờ hiện tại là mình cũng kiểu như là cũng đang cố gắng thực hiện hết tất cả những cái ý tưởng mà mình có trong đầu, để mà gọi là mình không còn xuất hiện thường xuyên trên YouTube nữa. Thật ra thì mình không xuất hiện cũng chả sao hết, bị thằng giảm kênh mình méo cái chất lượng chút nào. Rồi vậy thôi, đơn giản thôi. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cái gì kia, what cái gì kia, con gì kia. Ây, bố người ta, cá sấu bà con ơi, chạy, cá sấu kìa, chạy bà con ơi, cá sấu, trời ơi, quá, cá sấu. Giỡn thôi, cái này chỉ là mô hình thôi, nè, cái này là do mình xây nè, được chưa, nhìn cũng giống phết chứ bộ, không, nhìn cũng giống, chứ không phải là không đâu, cái này không phải là cái nút nha, cái này là cái gai của người ta đó. Cái này là cái gai trên người của con cá sấu của người ta đó, chứ không phải là cái nút nha. Đó, cái gai này là bấm được nha, đó, cái gai này là ấn xuống được, đó, ấn xong rồi sau đó nó hồi lại, đó, nè, cái đuôi nè, đó, đây, cái đuôi nè, thấy không, cái đuôi rất là chân thật, cái đuôi cực kỳ chân thật luôn, cái đuôi của con cá sấu cực kỳ là chân thật, thấy không, đó, nhìn ha, cái này không phải là cái này không phải là cái nút nè, cái này là cái gai của người ta đó, ông nào mà nói cái nút là ông đó ông bậy, ông nào mà nói cái nút là ông đó bậy, cái này là cái gai của người ta đàng hoàng. Không, cái gai của người ta đàng hoàng mà mấy ông nói là hả, cái nút là bậy bạ không nè, có gai đây nữa nè, đó có gai bên hông luôn nha. Rồi đó, rồi thì hôm nay thì mình sẽ quay xuống với DM thêm một chuyến nữa. Hôm nay chúng ta sẽ xuống với DM thêm một chuyến nữa, và mình đã có chuẩn bị đây rồi, đây mình sẽ cho bạn xem đây. Trứng, quá trời đất, trứng luôn nè, đó. To là những cái hộp super trứng thôi, đó. Và đây là có những cái thuốc độc, đó. Và mình có farm leader, mình farm tới tổng cộng là 6 cái đầu nha, đó. Mình đi farm leader tổng cộng 6 cái đầu luôn, đó. Bây giờ đơn giản là chúng ta có rất là nhiều trứng, mình sợ 3 cái đầu là nó không đủ, đó. 3 cái đầu là không đủ để giết chết những cái con gà, cho nên là mình chơi tới 6 cái đầu luôn, đó. Cho nó chắc ăn mà ngay, đó. Cho nó chắc ăn, chứ không gì trên trời á. Rồi, đó. Thì sẵn tiện đây mình cho bạn xem này luôn. Đây mình cho bạn xem này luôn. Đó, thấy gì chưa? Ủa cái gì thế này, tại sao mọi chuyện lại như thế? Đây nè, cái này là cái máy farm cây của mình nè, đúng không? Đó, lo mãi mê farm cây quá. Không, lo mê mãi mê farm cây quá, không coi. Đó, nó quay sang, trời ơi, nó hút nè, nó đẩy cái máy bành chành chân luôn rồi nè, đó. Không, nó đẩy cái máy bành chành chân luôn. Rồi xong phim. Đó. Nó lo farm, mãi mê farm, không chịu qua, không chịu coi, không chịu quan sát. Bây giờ nó đẩy cái máy farm banh chạnh chân luôn rồi nè. Đó, bây giờ nó phải dọn ra nè, đó, dọn ra rồi lắp lại. Mà mình không biết là đầy đủ không nữa nha. Hên quá, vẫn đầy đủ nha. Rồi, lắp lại, đó. Hên là cái máy của chúng ta nó vẫn còn đầy đủ, chứ nó không còn đầy đủ là mệt lắm á. Enderman này. Tưởng tôi sợ em hả? Đó. Ôi, cái tiếng nó ồn kìa. Thiệt tình luôn. Các em đó là cực kỳ ồn luôn nha. Đó. Rồi, thì nói chung là cái này thì nó cũng không có bị hư hại gì nhiều lắm. Đó, chúng ta chỉ cần sửa lại một chút là được rồi. Quên nữa. Quên cái phần đá đỏ nữa, trời ơi. Đá đỏ mình để bên kia, thôi kệ đi, sao? Đó, cái đó thì không cần thiết, kệ đi, ta cũng không cần quan tâm lắm ha. Rồi, thì cái phần hôm nay mà chúng ta cần phải quan tâm đó là chúng ta sẽ cùng nhau đi lấy hoa quy đời. Lấy hoa quy đời để làm gì? Để mà làm thành cái thuốc nhuộm. Làm cái thuốc nhuộm để làm gì? Để mà
để mà chúng ta có cái bê tông màu đen đó, từ cái bê tông màu đen đó để mà chúng ta có cái để mà chúng ta xây công trình. Nó lộn không à. Đó, né cái cò, né cái cổng, cái này cổng nó cực kỳ ồn luôn đó. Rồi thì hôm nay nó nói chung là chỉ có vậy thôi đó. Bây giờ thì mình sẽ gọi là đi xuống, đi qua bên DN một xíu nha. Đó, chúng ta sẽ đi qua đi bên DN để mà thực hiện cái công việc đó là lấy hoa quy đờ của chúng ta, lấy hoa quy đờ của chúng ta. Ok, mình đang ở trong DN đây đó, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đập cái đống này ra đó, để mà mình hạ thấp nó xuống một cái. Bây giờ thì mình nhớ lộn đó, người ta phải đào xuống sâu xuống 3 ô chứ không là 2 ô nha, tức là phải để những cái cục hắc diện hợp dưới đây nè đó. Nó phải để những cái cục hắc diện hợp ở phía dưới này nè, chứ không phải là trên đây nha. Trên đây thì nó kiểu như là nó quá hẹp đó, bởi vì hình ra là khi mà ta chịu hỏi con Wither là nó bị lọt ra ngoài luôn đó, như mấy cái tập trước mà bạn xem đó. Rồi bây giờ thì mình phải dọn hết cái đống này ra, rồi sau đó ta đặt lại. Mình đã dọn xong cái đống ở đây ra và ta cũng đã kiểu như là mở rộng cái gạo chia một chút đây đó. Nhưng mà có điều là cái số lượng hắc diện thạch của chúng ta không đủ, và mình cũng không biết được đó là khi mà mình gọi là không biết là những cái cục này nè đó, những cái cục này nè là mấy em là các em quyết đờ đó, em có phá được hay không. Nếu như mà em mà không phá được đó, thì rất là mừng, còn nếu như em mà phá được đó, thì khá là phiền phức cho chúng ta đó. Nhưng mà thôi, bây giờ thì không đủ hắc diện thạch rồi, mình thì mình cũng rất là lười để mà đi về để lấy, cho nên là thôi ta quyết định là ta sẽ liều ăn nhiều luôn đi, liều luôn, chờ liều con đánh liều luôn. Nhưng mà được thì ăn hết, còn không được thì ăn đủ thì thôi. Rồi ta cất bánh mì này vào đi, ta cất cái phần thịt này vào luôn. Rồi hiện tại giờ là chưa cần, rồi cả lấy đại đi, lấy ra đại đi ha. Rồi giờ mình sẽ cất cái này vào đó, còn mình ta sẽ lấy lại cái gương Ender này. Đó, phải đập cho đúng cây cuốc nè, đập mà lộn cái là mệt lắm á. Cái chỗ này rồi, đầu tiên mình sẽ đặt hai cái nha, chỗ này hơi chật chội nè, đập ra luôn đi. Đó, rồi ta sẽ bít cái chỗ này lại luôn đó, mình sẽ bít lại cái chỗ này luôn đó, để mà gọi là sao nhỉ, để mà cho nó để đừng cho mấy con gà nó chạy lung tung. Đó. Rồi bây giờ ta sẽ lấy những cái chết để vậy thì không mở được ha. Rồi ta sẽ lấy những cái quả trứng gà chúng ta ra. Đây, những quả trứng này. Đó. Mình sẽ lấy hết tất cả những quả trứng rồi sau đó mình ném ra chỗ này. Đó. Để mà gọi là chúng ta có hết tất cả những con gà, có thật là nhiều những bé gà. Để mà mình làm gì, để mà coi chúng ta có những bông hoa Wither đó, có những bông hoa Wither để mà mình làm thuốc nhuộm thôi, chúng làm gì cho nó nghe sang chảnh không, lấy bông hoa Wither làm thuốc nhuộm. Mình đã đặt hết tất cả những cái rương mà có, trời ơi, mình đã đặt hết tất cả những cái rương mà có trứng, có chứa những cái quả trứng ở trong đây rồi đó. Bây giờ mình sẽ gọi là đây, ta sẽ lấy những quả trứng này ra đó, rồi mình sẽ ném nó ra như thế này đó, cứ việc ném nó ra thôi đó, cứ việc cho những con gà xuất hiện. Và sau đó ta sẽ dùng thuốc độc để mà ném cho những cái con gà này gọi là nó bị suy yếu đi đó. Rồi sau đó thì ta chịu hồi Wither, và Wither sẽ nổ cái đung cho mấy con gà này chết, và lúc đó chúng ta sẽ có những bông hoa Wither. Ok, vâng, và mình đã quay trở lại, và như các bạn đã thấy một đan ra cha bá lửa luôn đó. Thì nói chung là mình đã sử dụng hết tổng cộng đây 1 2 3 4 5 cái rương sugar nha đó, và chúng ta vẫn còn đâu khoảng 7 cái, chúng ta vẫn còn 7 cái rương sugar nữa đó. Nhưng mà thôi, mình nghĩ là nhiêu đây là được rồi, chúng ta nên diệt bớt nó đi, nên diệt bớt đi, rồi sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái sử dụng tiếp 7 cái rương sugar còn lại. Đó, bây giờ ta phải đặt này lên đây đó, lấy thuốc độc ra nha, đó thuốc độc ra đó, mình sẽ lấy một nửa gương đi rồi nha, ném cẩn thận vào, ném vô bản mặt mình là chết luôn á. Đó. Ôi rồi xong rồi chết rồi. ơi chết rồi, độc này nó tác dụng tới một cái độc này nó tác dụng tới mấy phút lận á vậy ngoài.
Rồi mình nghĩ là mấy con này, gà này, tất cả những con gà này đều chín độc hết rồi. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình đặt cái đầu vô đây. Mấy gà này đi ra. Đi ra coi, để tôi đặt cái đầu vô cho mấy em chết nè. Đi ra, đi ra, đi ra. Đi ra. Ra nào. À, chắc mình phải gõ chết vài con đúng không bạn ơi? Nhưng không được, được, được. Đi ra nào. Ê. Đặt đâu rồi? Ủa tôi đặt đâu vậy? Ê. Ê khoan nghe, tôi đặt cái đầu ở đâu mất tiêu vậy? Rồi xong góc lắc rồi mọi người, lắc rồi. Rồi, hay quá, được rồi mọi người, được rồi, được rồi, được rồi. Rồi, rồi mấy em chuẩn bị đi, mấy em chuẩn bị đi. Ê chết chết chết, cái đuôi su cơ của mình. Mình lấy lại mình được. Né ra, né ra, né ra. Tôi sẽ né ra một bên. Yeah. Trời ơi, nó đã gì đâu. Ê. Ở kìa. Ủa vãi nồi vậy mà nó vẫn lên được à? Ủa vãi nồi vậy mà con nguy rồi nó vẫn trốn được mọi người. Ây da. Rồi xong rồi, chiến đấu với con này tập 2 mọi người ơi. Chiến đấu với con quỷ này tập 2 rồi. Rồi xong, chết ngắt luôn. Chết ngay trên không luôn mọi người, chết ngay trên không luôn á chứ không phải là chết thường nữa. Ủa tôi nhớ vậy là mình nhớ vậy là đủ mà ta, mấy người YouTuber khác là người ta đào như vậy là được được lắm rồi đó, nhưng mà tại sao mình vẫn không được thế nào nhờ? Ô vô lý vãi nồi luôn á trời. Ôi ôi thiệt tình chứ. Rồi bây giờ thì mình phải quay trở lại đó thôi bạn ơi, chứ không thể nào mà mình ở đây được ha. Mình còn phải quay trở lại đó, mình tiếp tục mình kiếm bao quy đời nữa chứ, mặc dù bây giờ có khá là nhiều rồi, có khá là nhiều luôn, nhưng mà mình vẫn như đây chắc chắn là vẫn chưa đủ, ok vẫn chưa đủ, cho nên là như là chúng ta sẽ phải quay lại cái DM chiến nữa ha. Đó sẵn tiện đó là ta giết cái con quy đỡ luôn, có nguyên cái beacon thứ hai luôn, đơn giản mà. Ok, quay trở lại đây, quay trở lại đây này. Không, nói chung là cái chỗ mà cái cổng địa ngục các bạn, đây nè, đây mình có sửa lại cái chỗ cổng địa ngục của mình để mà chúng ta đi tới cái cổng nó dễ dàng hơn đó, chứ nó không cần phải mỗi lần mà đi xuống là phải té cắm đầu như lúc trước nữa ha. Ở cái đó thì nó khá là phiền á. Rồi ăn cái coi đó, chuẩn bị nha mọi người, chuẩn bị nha, vừa vô là bay liền nha. Đó bay lên ô. Em Quy Đờ đang cố gắng gây sự với tất cả mọi người xung quanh đây. Mình sẽ đáp xuống chỗ này, mình tháo cái này ra, mình mặc cái áo vào đây. Rồi em chuẩn bị em chết cho tôi nha. Ha, em quá đáng lắm luôn rồi đó, em đánh tôi chết luôn đó. Rồi chiến đấu tập 2. Rồi xong chết ngắt. Trời má ơi, vậy cũng được nữa hả? Vừa giết xong con quỷ rồi cái mình cũng chết theo nó luôn, hay ghê. Ai, khổ ghê luôn. Vừa giết chết được con quỷ rồi cái mình cũng chết theo nó luôn. Hay lắm, good job. Rồi vậy là bây giờ phải đi vô đi em thêm một lần nữa, đi lại từ đầu. Nhưng mà không sao, có cái cổng địa ngục rồi nó khỏe hơn rất là nhiều. Rồi, mình nó quay trở lại đi em rồi đây. Ô. Ô, khoan 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 khoan, ê khoan, có một gì đó, một sự khả nghi nhẹ nhẹ ở đây, có một sự khả nghi nhẹ nhẹ ở đây. Ô con quy đờ này nó có phải, nó có thể phá những cái lốc này à? What the? Ủa tụi mình nhớ rõ ràng là nó không thể phá mấy lốc này mà ta. Các bạn nhớ cái đợt mà đánh quy đờ gì lần trước với lại cái con đó là cái lần trước đó mà mình đánh với nó thì nó bắn những cái đầu của nó bắn những cái đạn của nó đó ra, nhưng mà nó không phá hủy ba cái lốc này đâu, nhưng mà tại sao bây giờ nó lại phá hủy được thế nào nhỉ? Nó cái này là một dấu hỏi, một chấm hỏi lớn lớn, khá là lớn luôn á. Khó hiểu, khó hiểu.
không có hiểu luôn á. Rồi tôi xuống đây xem nào. Thật tình luôn là mình không hiểu lý do gì sao luôn á. Rõ ràng là khoảng cách như đây là đủ rồi nè. Mình có xem lại rồi, khoảng cách như đó là đủ rồi đó. Nhưng mà không hiểu tại sao nó không được là thế nào. Đùa nhau à. Nó bông hoa quy đời khá là nhiều. Ok. Có sao này đời nữa nè. Sau này đời thì mình sẽ mình vứt vào cái hộp này đi. Cái hộp này nè, cái hộp này còn trống là mình vứt là mình vứt cái này vào đi. Rồi xong. Rồi bây giờ thì chúng ta đâu để mình thoát ra coi, mình thoát ra mình lên internet mình xem lại coi cái gì dầm kỳ cục vậy, giống ôm dầm kỳ cục vậy, rõ ràng hay là tôi làm đúng thiết kế mà tại sao lại không được là thế nào. Rồi ok, thì mình vừa mới lên YouTube mình xem lại đó thì có cái anh đó thì ảnh nói rằng là chúng ta cần phải đặt một cái block ngay tại vị trí không không đâu ơi, không không đâu, không không là ở đây, cái tọa độ không không là tầm chỗ này nè. Ok rồi, khoan, cắt linh hồn đâu để tôi đặt ra cái hay không không là vậy đúng không, đây cái lóc này là không không nè, vậy 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 rồi vậy chứ gì. Rồi ok đó thì nói chung là ha, là anh nó đặt sao thì mình đặt vậy thôi, chứ mình chả biết đặt như thế nào nó hợp lý vậy. Không đặt kiểu gì thì con quy rờ nó cũng chạy ra được, mình cũng chả hiểu tại sao, chả hiểu tại sao đặt kiểu gì con quy rờ nó cũng chạy ra được, hay là do mình đánh nó ta. Chắc có thể là do mình đánh đó bạn, do mình đánh nó cho nó nên là nó chạy ra được vậy thôi. Đợt này là mình sẽ không đánh này, mình để cho nó tự chết in luôn đó, vậy luôn cho nó dễ bạn đó. Rồi và sẵn tiện đây mình sẽ mở rộng cái chỗ này ra một xíu luôn bạn, mở rộng ra một xíu xíu luôn nha, đó, cho nó rộng rãi một xíu chứ cái đợt gì gọi chật chội quá. Ê khoan, không kệ đi, để gì cũng được bạn, để gì cũng được, bởi vì đơn giản là chật chật xíu bạn, cho nó chật chội xíu để làm chi, để mà kiểu như là cho nó gà nó tập trung lại nhiều, nó tập trung lại một chỗ nhiều hơn bạn. Đó, kiểu như là nó không có chạy đi lung tung lung ta được, nó không có chạy đi lung tung nhiều chỗ được đó. Đó, vậy đó là cho nên là chúng ta sẽ có nhiều cái bông hoa hơn đó, vậy thôi chứ không có gì đâu. Đó, rồi ok bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện lại cái chiêu thức lúc nãy, đó chính là đây rồi đặt ngang dày, rồi sau đó là kiếm cái hộp nào á mà có trứng, hộp này có trứng luôn nè. Đó rồi đó, rồi sau đó ta sẽ đặt những cái hộp có trứng này ra, và sau đó ta lấy trứng ra, và sau đó ta ném ra đó để mà có những cái con gà, và từ có những cái con gà đó và sau đó ta sẽ gọi là triệu hồn Wither cho nó quýnh chết mà cho nó nổ banh nha, cho nó nổ chết nó con gà, rồi từ đó ta có bông hoa Wither rồi vậy thôi. Rồi cất cát linh hồn đi, không còn dùng nữa đâu. Rồi giờ thì mình sẽ tiếp tục thực hiện lại cái chiêu thức lúc nãy nha bạn đó. Rồi hẹn gặp lại bạn vào một xíu nữa. Vâng, mình đã quay trở lại rồi đây, và chúng ta đã sử dụng hết tất cả những số trứng mà chúng ta có rồi. Bây giờ thuốc độc lấy thuốc độc ra nhanh lên đó. Rồi lấy lại, ném nè, đó ném nè đó. Rồi bên đây nữa lùi ra xíu ném nè. Đây, khoan, chờ chút, đây nè. Ném là nó luôn, rồi xong mình cũng bị dính luôn. Hay quá, rồi xong rồi. Ây da, dạ. Đau quá bà con ơi. Đó. Ây da. Ok, hiện tại bây giờ là tất cả tụi nó đều đã dính độc. Bây giờ thì mình sẽ phải gắn cái đầu vào. Ê, đi ra coi, trời ơi lần này gà hơi nhiều hơn đợt trước rất là nhiều luôn á. Ôi biết vậy mình đem theo cái hạt giống được rồi, mình đem theo hạt giống để mà dụ tụi nó ra, mà dụ tụi nó ra để mà mình làm cho nó dễ, mà lần này hay là không được rồi. Ôi đi ra giùm con ơi, đi ra giùm em đi bác ơi, đi ra, trời ơi khổ quá, đi ra đi. Rồi hay lắm, chạy thôi, mình sẽ đứng đây. Ok, mình sẽ đứng đây. Bùm. Yeah. Trời ơi. Ê, khoan. Nhỏ lại.
chết hết rồi nha. Rồi vậy bây giờ thì có thể là mình sẽ phải đứng đây mình chờ cho cái con Wither này chết các bạn ơi. Nói cho mình cũng chả biết làm gì cho các bạn. Nó bây giờ đánh nó, bây giờ đánh cái con Wither này thì sợ nó chạy mới ra, thì sợ nó bị chạy ra ngoài, còn không đánh nó thì nó chết lâu, cho nên là thôi bây giờ mình phải ngồi thôi các bạn, mình phải ngồi mình chờ nó chết thôi là vẫn còn ồn là thế nào nhỉ. Đây hiện tại bây giờ là mình đã đi xa ra cái chỗ con Wither các bạn đó, để cho nó bớt ồn á. Đâu để xem nào, 1 2 3 4 5 6 hơn 5 stack, hơn 5 stack, hơn 5 stack cái Wither nha bạn. Đó nó khá là nhiều luôn đó, nhưng mà mình nghĩ vô đây vẫn chưa đủ đâu đó. Đây 1 2 3 4 5 gần 5 stack luôn nè. Đâu để xem nào, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, hơn 10 stack, hơn 10 stack nha. Đó. Đó thì mình nghĩ nha, mình nghĩ là như đây chắc không đủ đâu. Đó, chắc chúng ta phải gọi là chuẩn bị đồ để mà farm thêm một đợt nữa các bạn. Đó, như là farm thêm một đợt nữa may ra mới đủ đồ để mà mình làm cái bê tông các bạn. Đó. Thì mình suy đoán các bạn, mình đoán là vẫn chưa đủ thôi. Đó. Còn đủ hay không thì mình cũng không biết. Đó. Thì cái màu đen này mình cũng đem đi, mình trả lại để làm gì đâu bạn. Mình chỉ để là mình làm cái bê tông màu đen á, để mà mình làm cái nền đó, mình làm cái nền cho cái tấm biển, ở cái tấm biển đây là cái tấm biển này không phải là cái tấm biển bằng gỗ nha, mà là mình sẽ xây một cái tấm biển chà bá lửa như này với cái nền là màu đen đó, nó vậy thôi là chứ không có gì hết trơn á. Đó, mình muốn làm thôi, mình muốn xây một cái tấm biển có cái nền màu đen vậy đó ở ngay chỗ cái hòn đảo của mình đó. Rồi bây giờ thì mình phải ngồi đây mình đợi cho con quỷ Wither đó nó chết đi nè bạn. Đó. Rồi sau đó thì có thể mình sẽ đi ngủ. Mình đi ngủ một sáng mai mình thức dậy. Mình thức dậy mình đi xây một con thuyền bạn. Mình xây một con thuyền ở ngay chỗ hòn đảo của mình. Đó, một con thuyền có chà bá lửa. Nó kiểu như là thuyền cập bến nè bạn. Thuyền cập bến kiểu vậy thôi chứ có gì đâu. Rồi hẹn gặp lại bạn vào sáng mai. Khoan. Giờ ngồi đợi cho con Wither chết đi rồi sau đó hẹn. Rồi hả hẹn ra các bạn ha, hẹn gặp các bạn vào sáng mai. Lẹo hết cả lưỡi. Thiệt tật chứ. Thang 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 thang. Cuối cùng thì con quỷ đó nó cũng chết rồi. Vui ghê luôn. Cuối cùng thì nó cũng đã chết. Trời ơi. Thiệt tình chứ nó dài như quỷ. Hello mấy anh dân làng, tôi về nhà rồi nè. Tại sao lại có những cái con, tại sao những con gà này lại ở đây được vậy? Wait what? Ê, không vui nghe. Ê, đừng có nói là cái con Wither nó kiểu như sao ta? Nó bị kẹt ngay cái cánh cổng á. Tức là cái chỗ này nè bạn, cái chỗ này là cái chỗ spawn đầu tiên. Cái chỗ spawn đầu tiên của cái thế giới này luôn đó. Mình spawn đây là cái chỗ spawn đầu tiên của mình ở ngay tại cái thế giới này đó, cho nên khi mà mình nhảy vào cái cổng á là mình luôn luôn xuất hiện ở đây nè đó. Nếu như mà mình có ngủ đúng không, ví dụ như mình có chết boy đi nè đó, như là điểm hồi sinh đã được đặt, tức có nghĩa là mình đã ngủ ở đây rồi đó. Mình ngủ ở đây rồi thì khi mình đã kiểu như là mình đã có kiểu như là đặt điểm chết boy rồi đó, mình đã có chết boy rồi á, thì khi mà mình nhảy vào cái cổng á thì mình sẽ xuất hiện ở cái giường, ở cái giường mà mình đã chết boy đó. Còn nếu như mà mình không chết boy, không chết boy ngay chỗ cái giường á, thì khi mà xuất hiện á thì mình sẽ xuất hiện ngay cái chỗ mà spawn đầu tiên ở cái thế giới này luôn, ở cái thế giới mà mình vừa tạo đó. Và cái chỗ thế giới và cái chỗ spawn đầu tiên của mình ở chỗ này nè. Ê, đừng có nói là con Wither nó kiểu như là cái đạn của nó đó, cái đạn của nó là nó bắn xuyên được qua tới đây luôn nha. Ê, không vui à. Ê, coi bộ cái thí nghiệm này nó hơi nguy hiểm nha mọi người. Coi bộ là cái này nó hơi nguy hiểm á, trường hợp này coi bộ hơi nguy hiểm. Trường hợp này hơi bị nguy hiểm nha. Không cảm thấy an toàn chút nào. Rồi thì mình sẽ tạm dừng ở đây đó. Mình sẽ hẹn gặp lại bạn vào sáng ngày mai đó. Sáng ngày mai thì mình sẽ gọi là xây một con thuyền đây nè. Đấy, xây một cái con thuyền ở đây đó, chỉ như là một cái con thuyền nó cập bến vậy đó bạn, chứ không có gì đâu. Rồi hẹn gặp lại bạn vào sáng mai nha.
Xin chào tất cả các bạn, và chúng ta đã quay trở lại. Ok, giờ bây giờ thì đang 5 giờ chiều. Thì không hiểu sao giờ đây mình cảm giác nó hơi lười một xíu. Như là không có hứng thú cho lắm cái việc làm video. Nhưng lại thứ hai là cái nhà mình nó ồn. Thì câu nói mình đó là vậy thôi. Nhà ồn. Nó cũng là nhà ồn mà thôi. Không bao giờ đi ngủ cả. Rồi. Thì hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau xây cho mình một cái ở đây mình sẽ xây cho mình một cái kiểu như là một cái bến đổ. Bến đổ chỗ này. Và chúng ta sẽ có một con thuyền ngày này. Một cái thuyền siêu to khổng lồ ngay tại chỗ này. Đó. Và trong lúc mà kiểu như là apply thì mình cũng có chế tạo những cái bột bê tông nè. Đó. Thì mình cứ nghĩ là nó thiếu cơ, nhưng mà ai ngờ đâu đổ. Nó hơi bị nhiều luôn chứ thiếu gì. Hơi bị nhiều luôn chứ không có thiếu đâu. Đó. Rồi ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi ngủ một cái đi. Đó. Ta sẽ đi ngủ một cái. Rồi sau đó sáng sớm thức dậy mình sẽ bắt tay vào cái công việc đó là xây cho mình một cái con thuyền ở đây. Ngày 605. Phải chi mà cái world sinh tồn. Phải chi mà cái world sinh tồn thế giới phẳng của mình đó, nó cũng được 605 ngày như thế này thì cũng đỡ rồi mọi người. Phải chi cái world sinh tồn của mình cũng được 605 ngày như trong đây thì cũng đỡ không biết bao nhiêu. Mình không có phải gọi là khổ sở đối với cái world sinh tồn 605 ngày kia mà. Rồi đâu đi xem nào. Để mình kiểm tra thử xem là đồ đạc chúng ta để đâu hết rồi. Đây. Rồi. Bây giờ thì mình sẽ bắt tay vào công việc đó là xây cho mình một cái con thuyền ngay đây nghe bạn. Đó. Rồi, hẹn gặp lại bạn sau khi mà mình xây xong. Vâng bạn ơi, mình đã quay trở lại đây. Đó. Thì cái đoạn mà xây con thuyền là đó là mình dự định là mình sẽ quay và mình tua nhanh. Nhưng mà có điều đó là lúc đó thì kiểu như là nó gặp trục trặc nhiều quá cho nên là mình quyết định là mình bỏ luôn, mình cắt luôn, nó cho nên là mình không có quay nữa. Đó. Rồi thì con thuyền của chúng ta nó đã xong rồi, đó. Rồi giờ nó bắt đầu ồn nữa rồi. Thì nãy giờ là mình đang đợi cho nó im, nhưng mà cuối cùng nó im được chút cái ồn nữa. Đó, cái mình tính đó. Đây, thì đây sơ giới thiệu sơ cho bạn biết luôn. Đây, thì con thuyền của chúng ta nó có ba cái cờ nha, đây một cái, đó một cái luôn. Cái chỗ này là cái chỗ kiểu giống hệt như là chúng ta đi lên trên biển á, mà kiểu như là muốn tấp vào cái hòn đảo rồi đó, thì kiểu như là phải dòm cái con đèn hai đăng phải không? Đó thì lên đây đứng dòm có thể là 50 hướng nào đó, kiểu như là chỉ cho người ta kiểu như là bẻ lái vào đó. Đó thì cái chỗ này nó chỉ đơn giản vậy thôi, không có gì hết. Ở đây là những cái cánh buồm đó. Còn các bạn thắc mắc là những cái nút đó là cái gì không? Cái nút đó thì mình lót thì để là mình cho mấy con quái nó spawn ra thôi, nó không có dễ dàng á. Thì mấy cái nút đó là nó chỉ có tác dụng là để ngăn quái spawn ra thôi. Đó. Rồi đây là những cái tấm thảm là mình cũng lót thảm ở đây luôn, nó để mà kiểu như ngăn quái nó spawn ra thôi chứ không có dễ dàng á. Thì đứng từ phía dưới nhìn lên thì không thấy đâu, nó cho là không sao hết. Đó. Cái đó là phải chịu thôi, chuyện này các bạn lên cao các bạn mới thấy, còn đứng phía dưới này thì không thấy đâu. Đó. Không có đừng lo chuyện đó. Và đây chúng ta có những cái thùng giống hệt như là ngư dân các bạn, đó trang trí như này cái nọ nè. Đó, và đây là những cái cột bơm nè. Ok bạn ơi, thì nhà mình nó hơi ồn cho nên là mình đang ngưng một xíu để cho nó bớt ồn một xíu. Thật sự là từ nãy giờ mình rất là bực mình luôn các bạn, nó thiệt tình đó. Cái lúc mà mình không quay, cái lúc mà mình không có hứng làm video, nhà mình nó êm lặng một cách kinh khủng. Còn cái hiện tại bây giờ là mình đang làm mà nó cứ ồn ào hoài luôn, không hiểu lý do tại sao mà. Không hiểu luôn. À, thì như chỗ này mình cũng đã nói rồi ha, nó là do cái này nó bị dướng cái cánh bờm nè, cho nên là mình đã dời nó vào đó. Cho nên là bây giờ cái chỗ này của chúng ta nó hơi bị khó nhìn một xíu, cho nên là thôi kệ đi đỡ đi bây giờ, nói chung là đỡ đi bạn ơi. Xây cái này nó lâu lắm, xây cái con thuyền này lâu dữ lắm luôn, thiệt luôn. Mình cũng có bây giờ mình cũng có thời gian đó mà mình chỉnh sửa nó lại, mà nó cực lắm. À, thì ở đây chúng ta có một cái căn phòng nhỏ đó, kiểu như là để dành chỗ ngủ các bạn, cho là một cái chỗ ngủ dành cho những người thi thủ á. Đây thì ở bên đây là một cái phòng lớn nữa, ha. Thì cái hiện tại chỗ này mình cũng chẳng biết phải trang trí như thế nào à. Mình chưa có biết là phải trang trí như thế nào nhìn cho nó đẹp một chút đó, mình không biết trang trí như thế nào đó, cho nên là bây giờ hiện tại giờ mình vẫn còn bỏ trống ở đây
mình vẫn còn bỏ trống ở đó, mình chưa làm gì cả đó, thì đơn giản vậy thôi đó. Ở đây thì chúng ta có những cây đèn để mà thắp sáng nó lên để tránh những em quái spawn ra và phá hoại chỗ này đó. Còn trên đây kiểu như là một cái chỗ lái nữa bạn. Không biết cái này lái kiểu gì, cái cánh bụm che mất tiêu rồi, không biết lái kiểu gì đó. Thì kiểu như là đây một chỗ để dành ngồi lái nữa bạn. Thì cái này là mình mô phỏng sơ sơ thôi, chứ mình cũng không thể nào mà mô phỏng dốc được 100% mà. Đó. Thì kiểu như đây là cái cây cột này, rồi sau đó sẽ có một cái bánh lái nằm đây nè đó, nhưng mà trong Minecraft thì không có cái bánh lái đó, cho nên là chúng ta phải làm chịu thôi đó. Ở đây là một cái ghế nhỏ đó mà chúng ta ngồi ngồi chơi không mát được cái kiểu này đó, vậy thôi chứ không có gì cả đó. Và ở đây có những cái đèn để mà thắp sáng tránh mấy em quái spawn ra và phá hoại mọi thứ đó. Rồi tiếp tục sau đây là cái tầng hầm. Đây cái tầng hầm chứ lộn, biết lẹo lưỡi luôn rồi. Đây ở đây thì chúng ta có, ở đây chúng ta có một cái tầng hầm, nó một cái khoang chứa, đây có khoang chứa này đây, để mà kiểu như là đựng những cái gương mà chứa hàng hóa này kia, mà chở hàng hóa này kia nọ đó, đó. Đây, chứa chở hàng hóa các kiểu thôi đó. Thì cái này mình là sao ta, mình làm cho nó giống nhất có thể thôi, còn nó không giống thôi cũng mình cũng là chịu, bởi vì đơn giản đây là game mà, game thì chắc chắn nó không thể nào giống ngoài đời được rồi. Đây tôi đi xuống cái đó, còn đây là phía bên ngoài con tàu đây, phía bên ngoài con tàu nó như thế này đây đó. Trời tối luôn rồi đó. Đây phía bên ngoài con tàu thì nó như thế này đó. Ở đây chúng ta có những cái cửa sổ ở cái khoang chứa nè, và chúng ta có những cái đèn ở đây đó, kiểu như là cho nó sáng thôi chứ không có gì cho các bạn. Thì có một cái chuyện khá là vui trong lúc mà mình làm con tàu này, đó là các bạn thấy cái đầu tàu nào đó, cái lúc mà mình xây tới đây này, thì mình không biết mà cứ như là mình xây tới đây nào thì mình không biết làm cách nào, mình không biết xây như thế nào, kiểu như là cho nó cong như thế này rồi nó cong lên đây đó, kiểu như là bạn hình dung không, hay là cong như thế này cong lên đây đó. Mình không biết làm như thế nào đó, mình không biết xây làm sao bạn, bởi vì đơn giản là mình không có thường xuyên xây tàu, không có thường xuyên xây thuyền. Thuyền thì mình ít có xây lắm, cho nên là mình cũng không biết xây như thế nào đó. Cho nên là cái phần này nè, đây cái phần mà sao ta, cái phần mà cái chỗ mà vậy nè đó, cong như thế này rồi cong lên vậy đó, thì mình gặp khó khăn chút đỉnh đó. Cho nên là mình đã, các bạn biết mình đã làm gì không, mình đã bay đi tới cái chỗ mà cái con thuyền tàu đắm đó, cái con tàu đắm ở biển đó, ngay chỗ mà lúc mà mình đi tìm cánh cổng của rồng đó, các bạn còn nhớ không, ở cái con tàu mà ở trên ngay cái chỗ mà gần cái chỗ cái cánh cổng của rồng đó đó, thì cái con tàu nó vẫn còn nguyên vẹn mà, lá là một con tàu nguyên vẹn, cho nên là mình đã bay tới đó mình xem thử là cái đầu tàu người ta xây như thế nào, người ta xem cái nào mình đem cho mình áp dụng lại thì nó ra được như vậy đó. Đó thì xây cái đầu tàu xong phải không, tiếp theo là cái đuôi tàu, lấy cái đuôi tàu thì nó vậy đây đó. Thì cái đuôi tàu thì mình cũng gặp khó khăn tương tự như hệt như cái đầu tàu luôn bạn đó, và thế là mình phải đai bay lại cái chỗ con tàu, cái con tàu đóng kia một lần nữa để mình xem thử là cái phần đuôi này nè người ta xây như thế nào, và mình đem về mình áp dụng thì nó ra được như vậy nè đó, chứ không có gì hết trơn. Đó. Ở đây là cái phần bánh lái nha. Đây, cái bánh lái to đùng luôn. Đó. Rồi. Đó, thì đây là cái cửa sổ nè. Đây là cái phần cửa sổ cái kiểu. Đó thì nó chỉ có vậy thôi. Còn ngay chỗ cái cánh bơm á thì mình đã có đặt những cái đèn đây nè cho nó sáng thôi, chúng dễ dàng mà. Rồi. Rồi, nhìn sơ qua nha. Đó. Nhìn tổng thể luôn. Đây cho bạn nhìn tổng thể cái con tàu của chúng ta, cái con tàu của mình. Đây thì nó chỉ đơn giản như vậy thôi, đó, cũng không có gì đâu. Mà chưa gì chân là mình thấy có phần hơi bị lòi lỗi này nè. Đây cái chỗ này nè, cái chỗ này phải là cái gỗ sồi chứ tại sao lại gỗ này, rồi xong rồi bị ốp lộn rồi đó. Xíu nó kệ đi, mình sẽ sửa sao. Bây giờ thì cho bạn ngắm toàn vẹn con tàu của chúng ta nè. Thì mình có đem một cái beacon qua đây để mà kiểu như là
đập gỗ bạn, nó đập gỗ cho nó mau mau xíu đâu chúng ta đẩy nhanh tiến độ. Nhưng mà tới lúc mà giờ cái beacon qua đây á, mình thấy cái tốc độ đập gỗ nó cũng y chang nhau, hình như là nó chỉ có tác dụng như là cái cuốc như là cái xẻng thôi, còn cái rìu thì cái beacon nó không có tác dụng đó. Tại vì á, nói chung là mình cũng gõ lắm đó. Mình thấy nha, mình thấy khi mà các bạn, nói chung là các bạn kích hoạt cái beacon đúng không, thì các bạn sẽ đào rất là nhanh, các bạn đào đá siêu nhanh luôn, đào đá là siêu nhanh luôn á. Nhưng mà hình như là riêng cái phần chặt gỗ á, chặt nó không có nhanh được bao nhiêu hết đó. Rồi thì cảm ơn bạn đã xem video này, thì chúc bạn một ngày tốt lành và hẹn gặp lại bạn trong những video sau. Bye bye.